Bây giờ là 22-24. Nunez phát bóng. Nếu như có Rachi ở cầu trên thì sẽ là tốt hơn so với Aulia. Tuyệt vời, Morales Carlos, 23-24. Có lẽ cắt điểm. Nếu bước một tốt thì chuyền hai của đội tuyển Indonesia sẽ cần phải có một số linh hoạt và lựa chọn hợp lý cho cầu thủ thực hiện pha tấn công quyết định. Như vậy là điểm thứ 25, bóng được truyền ra cho phụ công dứt điểm ở vị trí số 3. Niềm vui, niềm hạnh phúc của các cầu thủ Indonesia với một chiến thắng rất vất vả nhưng xứng đáng. Trận bán kết họ thua 2-3 trước đội tuyển Việt Nam và thắng 3-1 ở trận đấu tranh huy chương đồng trước đội tuyển Philippines để có được tấm huy chương. Như vậy với môn bóng chuyền trong nhà, Indonesia có được huy chương vàng ở nội dung của nam và huy chương đồng nội dung của nữ. Một tấm huy chương khiến cho cả ban huấn luyện và các cầu thủ Indonesia đã xúc động rơi nước mắt. Đúng là tấm huy chương nào cũng rất là cao quý, bởi đó là nỗ lực của một tập thể, của rất nhiều những con người đã chuẩn bị trong một thời gian dài cho một kỳ SEA Games. Động tác